Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ cùng chị chủ nhà làm bánh nhân vật cho các bé. Và lần đầu tiên làm thử một ít momo nhé. Momo hôm nay sử dụng nhân thịt gà. Đây là những chiếc bánh đầu tiên mà mình gói đấy. Sau khi làm xong, bánh sẽ được trữ ở trong tủ đá. Lần sau sẽ mang ra hấp để cho các bé ăn vặt. Hai bạn nhỏ này đang ngồi chơi bên vệ đường và hỏi mình bằng tiếng Anh là chị là người Mỹ hả? Bây giờ mình sẽ phát quà mà mình đã mua trong chuyến đi tới Pokhara cho các bạn nhỏ. Có một em Mỹ xã thao em chẳng mình. Em mới 20 tuổi không? Không biết tiếng Anh. Mình thì không biết tiếng này ba hai nữa. Nói chuyện như là nói không hiểu với nhau vậy. Sáng nay mình và Thảo Vân sẽ cùng đi gặp gỡ các bạn EP từ các nước khác. Tụi mình đến sớm cho nên cùng nhau dùng bữa trưa luôn. Tới October Double Square. Kiến trúc của nó thì cũng hao hao cái Double Square ở Kathmandu mà mình đi hôm bữa. Nhưng mà cái này bảo là lâu đời hơn á. Bạn này đến từ Egypt, tên là Farah. Bạn này là Ahmad, đến từ Pakistan. Nepal. Còn cô này không cần giới thiệu đâu. Khúc này nhìn cái mặt mình hớn hở là biết kiểu gì mình cũng chốt kèo cái deal này rồi ha. Xong xuôi rồi, mình về nhà thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.